của con á, mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ con bằng con à, 67 số 8 á. Rồi thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi, cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng để im nghe. Hay là dạ. Con nói. Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì thế sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con vậy nói cho con biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con hay, con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách. Thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con... Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Kiều Phong. Năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À. Từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn, như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À dạ, con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Ơi. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ, điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi cái đi nè. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Ờ, cái đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. Tại ai cũng biết mà. Ờ, vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra đó. Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mai mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Rồi, nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Kiều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm. Trời ơi, nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi. Những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ. Dạ, cái rút kinh nghiệm. Dạ. Còn con thì sao nè? Dạ, con thì cũng có hai mối tình. Một mối tình là năm cách đây 2016, quen cũng được hơn một năm. Nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Bạn đó không có được quan tâm, với lại không có hiểu mình á. Nãy cũng nói hay đó. Không? Và không quan tâm người ta chia tay à? Dạ, chào con gái xinh đẹp. À, dễ thương. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à, thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha, sao tôi cảm nhận nha, tôi cảm nhận tại nãy tôi đứng thấy lúa đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon à. Ừ, ngon à. Rồi, cái gì nữa không con? Coi phải không? Coi phải không? Chào cô. Chào con. Dạ, chào cô. Đàn trai ta cao lắm. Mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Dạ. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 67, 68. Rồi, thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi. Im hay là dạ. Con nói. Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì thế sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con nói cho cô biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách. Thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai ra đó. Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại. Thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Còn về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ, con 1m91. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 rồi con tính sao? Dạ, hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 67, 68. Này, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ con đi với mẹ con à. À, đâu? Dạ, chào chị. Nói chung nhìn con bé này dễ thương, thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Uống sữa không mà, thành ra dạ, nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ, thành ra chị bé này thì rất là dễ thương.
chị nhìn chị thích lắm á. Vậy là mẹ mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Ok. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. Vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung đối với Dung á thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sóng của Dung á thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mọi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á, thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung và đừng có vô tâm với Dung quá, thì những người trước thì hơi vô tâm với Dung nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Rồi. Giờ sao mở rào ha? Mở rào. Rồi, ông hô lên đi, cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào. Bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào bạn. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Rồi mình mở ra coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, cái đó con quên. Dạ, con quên chưa bỏ gì hết hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 ngàn nha. Dạ, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đập lại là sao con? Không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng lắm á Linh. Cao ghê, bộ xứng ghê á. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chính hả? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ. Mà thường thường làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Thì một tuần mình có khoảng có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có, nhưng mà dạo này thì hết rồi. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. À, thường đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. Nhưng mà chưa có ai đi với em hết. Dạ xưa giờ là thì anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Cái công việc của anh hiện tại á thì anh làm bên quận nhất luôn ạ. À đúng rồi, anh ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên. À cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Không có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc này nọ thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ, mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó. Giữa trưa nắng mưa xối xả vậy đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái kết luận là con thích hay không? À dạ, con thích à. Đó, thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em, có cảm nhận gì về anh? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. À, với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Chắc là được ấy. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ có. Đi, khẳng định cho người ta. Dạ có cô. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung. Dung nhìn lên đi Dung. Nào. Nếu cảm giác đây là một người yêu thương của mình thì mình bấm lên. Được rồi đó. Hai đứa đến nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc, đó đó con. Ừ. Đúng rồi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của con Dung cho con. Dễ thương hết sức ha. Bây giờ con móc tiền ra con bỏ vô bóp. Dạ, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Còn ngay nhớ trả nha. Có nhiều bỏ nhiều, bỏ vô bóp. 5.000 cũng được. Chú còn có 5.000 tội nghiệp, chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ cũng được chú. Trời ơi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Hãy nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Gặp đôi thứ hai luôn đi. Chúng ta sẽ